Các bạn đang tìm những món đồ đơn giản, thiết thực để tặng quà thì hãy tham khảo set này nhé. Đầu tiên là cuốn sổ còng Ca Long 6 chấu cỡ giấy A5 dột caro. Tiếp theo là set 6 bút gel hình gấu vô cùng cute luôn nè. Không thể thiếu được tập nốt ghi chú đúng không? Một cây bút highlight sẽ giúp cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn đó. Em ấy sẽ gồm hai đầu, một đầu highlight và một đầu phai nha. Thêm một cây bút gel hình vũ trụ bán siêu chạy của shop này. Và một mẫu washi thiết kế đẹp mắt để các bạn trang trí sổ nhé. Cuối cùng, một mẫu túi đựng bút sẽ giúp cho bàn học của bạn trở nên gọn gàng hơn đấy. Em ấy đựng vừa được cái máy tính Casio đó nha. Một set đồ vô cùng basic lại có những món đồ vô cùng thiết thực cho việc học tập của mọi người đúng không nào?